Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 14, trang 151, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài 14 như sau. Làm thế nào để trộn hai ánh sáng có màu khác nhau? Sau khi trộn, màu của ánh sáng thu được có phải là một trong hai màu ban đầu hay không? Để giải được bài này, các em có thể xem lại kiến thức mục 1 La Mã thế nào là trộn cả ánh sáng màu với nhau, trang 142. Ta có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau nếu chiếu các chùm sáng đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng. Màu của màn ảnh ở chỗ đó sẽ là màu mà ta thu được khi trộn các chùm sáng màu nói trên với nhau. Cũng có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau bằng cách chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt. Các chùm sáng này phải rất yếu. Khi đó, trên màng lưới của mắt sẽ có màu mà ta trộn được. Và nội dung kiến thức ở mục 2 nhỏ, kết luận, trang 143 của phần 2 La Mã, trộn hai ánh sáng màu với nhau. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau, ta được ánh sáng màu khác. Vậy, dựa vào những kiến thức này, ta có thể trả lời bài 14 như sau. Để trộn hai ánh sáng có màu khác nhau, ta làm như sau. Ta sẽ chiếu hai chùm sáng màu vào cùng một chỗ trên mặt một màn ảnh màu trắng. Hoặc ta có cách thứ hai như sau. Đó là ta sẽ chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt. Ở đây ta có hai chùm sáng. Hoặc chiếu đồng thời hai chùm sáng đó trực tiếp vào mắt. Với cách thứ hai này, ta sẽ có lưu ý như sau. Đó là các chùm sáng này phải rất yếu. Sau khi trộn hai ánh sáng, ta thu được kết quả như sau. Đó là kết quả ta thu được một ánh sáng có màu khác với màu của hai ánh sáng ban đầu.
Vì vậy, sau khi trộn, màu của ánh sáng thu được không phải là một trong hai màu ban đầu. Đến đây, ta đã trả lời xong bài 14.